Cửu Tư, hôm nay bọn mình lại trốn học thế này. Huynh nghĩ thầy Chu có đến tận nhà mắc tội chúng ta không nhỉ? Mắc thì mắc thôi, vốn dĩ ta cũng có định trốn học đâu. Thôi đi ông ơi, trời rét thế này ai muốn ra ngoài làm gì? Ai bảo thầy Chu cứ phải nhắc đến việc với Chả Thế An cơ? Vừa nghe thấy tên của hắn là ta đã bực hết cả mình rồi. Lão già chết tiệt nhà ta suốt ngày đem hắn ra để dạy đời ta, bắt ta phải học hỏi hắn hết cái này tới cái nọ. Lỗ tai ta sắp đóng kén đến nơi rồi đây này. Ta cũng thế. Chắc cả cái thành Dương Châu này trừ Hương thân phụ mẫu ra thì không có ai thích nổi hắn đâu nhỉ? Cũng không hẳn, nữ tử khắp thành Dương Châu đều thích hắn, đều muốn gả cho hắn mà. Ta... Liễu Ngọc Như, con gái cả nhà buôn vải họ Liễu. Tiểu thư dễ đẹp thật đấy, trông như thể hoa mơ đang mọc trên giấy thật vậy. Còn kém xa bức tranh hoa mơ trong tuyết của Thế An ca ca. Ta vẽ phỏng theo suốt mấy năm nay mới chỉ giống được 5-6 phần. Tiểu thư sửa chấm tay đi này. Đã vào tuyết xuân phân rồi mà tuyết lớn vẫn rơi mãi không ngừng. Nói như vậy thì Diệp đại công tử không về được đúng không ạ? Tuyết trên cành mơ tan hết, gió xuân về trên ngọn liễu. Xuân đã sang, đợi tuyết ngừng rơi thì sẽ về được thôi. Ta đã đợi suốt 6 năm rồi, dăm bữa nửa tháng nữa cũng đâu là gì. Tiểu thư, không hay rồi tiểu thư. Người mau về xem thử đi, đại phu nhân ngã bệnh rồi. Đã đỡ hơn được cơ mà, sao lại ngã bệnh nữa vậy? Thuốc của đại phu nhân đã uống hết từ mấy hôm trước rồi, sao lại ngưng uống thuốc được? Uống hết thì mau đi mua đi. Tiền của đại phu nhân đã hết rồi ạ? Dạo này tuyết rơi liên miên, thuyền bè bị kẹt ở bến đò vì sương mù dày đặc, làm tiền thuốc tăng gấp mấy lần. Thế mà dì Nguyệt không chịu cho thêm xu nào cả. Đại phu nhân đành phải tự ứng trước bạc để mua thuốc, nhưng giờ thì không mua nổi nữa rồi. Ấn Hồng, em lấy hết tiền của ta với cả trang sức trong phòng ra đây cho ta đi. Nhưng trong phòng tiểu thư có còn mấy đồng bạc nữa đâu, trang sức cũng không có món gì đắt tiền. Bây giờ giá thuốc cao như vậy chắc không đủ đâu ạ. Vậy không đủ bạc thì lấy áo choàng long cáo mà dì Nguyệt mượn đi trưng bày đem về cầm để lấy tiền dùng gấp đi. Nhưng đó là món đồ quan trọng nhất với tiểu thư mà. Tiểu thư, có chuyện này em không dám nói với người. Áo choàng long cáo dì Nguyệt mượn để trưng bày trong tiệm mà người vừa nhắc đến đã bị dì Nguyệt bán rẻ để lấy tiền rồi. Bà ta bán cho ai? Nghe nói là bán cho Cố Cửu Tư, đại công tử nhà họ Cố. Sao dì Nguyệt lại ngang ngược thế chứ? Có thế nào thì cũng không được cắt thuốc của mẹ ta. Ấn Hồng, em đi nghe ngóng thử xem cái tên Cố Cửu Tư kia đang ở đâu đi. Chúng ta sẽ đi đòi lại áo choàng long cáo. Dân vào xem hàng đi. Lam Tiếu Phường, dù qua đây, bán dù qua đây. Mời. Cố công tử, dù qua đẹp lắm đây. Cố công tử đến rồi. Cố công tử, lâu quá không gặp. Trả tiền đây. Cố công tử, Cố công tử, Cố công tử.
Tiểu thư. Em nghe ngóng được rồi. Hôm nay đại công tử nhà họ Cố ở Lan Tiếu Phường. Em nghe có chính xác không? Chính xác ạ. Hôm nay tên Cố Cửu Tư kia đến Lan Tiếu Phường tiêu tiền như nước, bao nguyên cả một diện bên trong. Tiểu thư, chúng ta phải đi gặp hắn thật sao? Nhưng chỗ đó không phải là chốn đàng hoàng gì, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ mất hết thanh danh đấy ạ. Bây giờ đã không còn cách nào khác nữa rồi. Chúng ta cải trang một chút, che mặt lại rồi đi. Kiểu gì thì cũng phải đòi được cái áo choàng lông cáo kia về. Lan Tiếu Phường. Công tử nhà ta muốn vào tìm một người, nhờ ngươi chăm chước được không? Tuy Lan Tiếu Phường bọn ta là chốn để mua vui tiêu khiển, nhưng không phải ai cũng bước qua được cánh cửa này đâu. Những chuyện khác tiểu nhân cũng không tiện nói nhiều. Xin lỗi. Nhanh lên, đừng xem nữa. Lại thắng rồi. Lại là huynh thắng. Chơi tiếp đi. Nào. Đây, uống rượu đi nào. Kẻ hồ lô đây. Tiểu thư, có người đi ra kìa. Dù qua đây, bán dù qua đây. Cố công tử, để tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa cho ngài. Tiểu thư, hình như là hắn đó. Mau đi đi. Vâng. Cho hỏi, có phải cố công tử không ạ? Ngươi là ai? Chủ nhân nhà ta có chuyện muốn nói với công tử. Thế chủ nhân nhà ngươi là ai? Ta gặp con bé người hầu này ở nhà họ Diệp mấy lần rồi. Nhà họ Diệp. Cố công tử mới mua một chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh đúng không? Đúng vậy. Đó là đồ của chủ nhân nhà ta, được bày trong tiệm quần áo, nhưng bị bán nhầm mà. Đồ của chủ nhân nhà ngươi. Dân, vốn không định bán món đó. Nên là... Thế chủ nhân nhà ngươi đâu? Ở ngay kia thôi ạ. Tuyết thì dày, trời thì lạnh, sao chủ nhân của ngươi không vào gặp ta? Chủ nhân nhà ta không tiện đến những nơi thế này. Không tiện đến những nơi thế này á? Chắc cả cái thành Dương Châu này chỉ mình Diệp Thế An là chính nhân quân tử thôi ấy. Lại còn không tiện đến những nơi thế này cơ. Nói để biết, cha ta toàn lấy hắn ra để dạy đời ta thôi. Cũng chỉ được mỗi cái học dở thôi mà, có gì hay ho đâu. Lại còn cho nha hoàng ăn mặc như đàn ông nữa chứ. Sao nào, làm như nữ tử thì không dám gặp người lạ không bằng. Cố công tử. Cố công tử. Cố công tử. Có thôi đi không hả? Bán dù qua đây. Sao nào, nhìn bổn thiếu gia một cái sẽ làm bẩn mắt Diệp đại công tử đây à? Xin lỗi, ta không biết cô là nữ tử. Ta cứ tưởng cô là cái tên Cố công tử Giản Phúc. Một chút hiểu lầm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái áo choàng lông cáo đó rất quan trọng với ta. Rất mong công tử thương tình bán lại nó cho ta. Bây giờ ta chưa có tiền để trả, nhưng ta có thể viết giấy làm bằng. Nhưng cái áo choàng lông cáo đó là kiểu để nam nhân mặc, sao lại là của cô được? Đó là việc ta làm cho Diệp Thế An hả?
Bảo sao nha hoàng nhà mấy người cứ chạy tới nhà họ Diệp suốt thôi. Cô thích Diệp Thế An đúng không? Ta... Cô ta thích Diệp Thế An à? Sao cơ? Cô ta thích Diệp Thế An á? Cô công tử đừng nói linh tinh. Sao lại nói linh tinh? Ta mà nói linh tinh thì sao cô phải cuốn lên như vậy? Cô công tử, ta tuy chỉ là con nhà buôn bán bình thường, nhưng vẫn là tiểu thư khuê các đàng hoàng đứng đắn. Cô công tử là con nhà phú quý cao sang, khác ta một trời một vực. Việc gì phải sỉ nhục ta như vậy? Ta có sỉ nhục cô đâu. Ta chỉ thật lòng muốn hỏi cô, tại sao lại thích Diệp Thế An thế thôi mà? Ngài, tiểu thư khuê các khắp thành Dương Châu đều muốn gả cho Diệp Thế An. Ta không hiểu là cái tên Diệp Thế An đó hay ho ở chỗ nào. Cô cứ nói đi, không có mắt nhìn người cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Cô công tử, ngài không muốn trả áo choàng lông cáo cho ta đúng không? Nếu cô trả lời ta, đừng nói một cái, 10 cái ta cũng trả cho cô. Cô công tử, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Thôi được rồi, hôm qua ta đã đem áo choàng đó cho người khác mất rồi. Ngài nói gì cơ? Ta nói là cho người khác rồi. Cho ai? Sao ta biết được? Chỉ là một cái áo thôi mà. Cô mua lại cái khác đi. Cầm lấy đi. Tại sao ngài phải làm như vậy? Ta... Cố công tử, không phải ngài muốn biết Diệp đại công tử tốt hơn ngài ở điểm nào à? Ta nói cho ngài biết, huynh ấy là người quang minh lỗi lạc, nho nhã lễ độ. Còn nữa, so với loại người hèn hạ vô sĩ như ngài lại càng nổi bật hơn. Hay, mắc mớ gì cô lại lấy Diệp Thế An ra để xúc phạm ta? Ta, cuối cùng ta cũng biết, tại sao danh tiếng của ngài lại nát thế rồi? Ngài xuất thân phú quý lại ăn chơi trác táng, chẳng khác nào ôn thần. Ai dành gả con cho ngài? Chúng ta đi. Cô nói rõ ra xem nào. Anh là ông thần hả? Thôi mà thôi mà, quyến chấp cô ta làm gì? Mọi người đang nhìn kìa. Thôi thôi thôi, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Về đi, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Giải tán đi, giải tán đi. Ta là ông thần, ta cho cô ta tiền mà lại thành ông thần à? Ta... Thôi thôi, đừng bực nữa. Ta biết cái nhà họ Liễu bán giải này rồi. Nghe nói nhà họ trọng vợ lẽ khinh vợ cả. Cô ta là con vợ cả thế thôi, chứ sống còn khổ hơn con gái vợ lẽ nhà khác nhiều. Huynh đấy, đừng chấp nhận với cô ta làm gì. Ta đã bảo mà, trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh, may áo choàng lông cáo còn tặng cho người khác. Huynh đem cái áo choàng lông cáo đấy cho một tên nhóc ăn mày rồi còn gì. Ngọc Nam, cảm ơn. Cất cho kỹ nhé. Văn Sương, để tìm một bộ đồ khác để đổi áo choàng lông cáo về đi. Đổi gì làm gì? Trả cho cô ta chứ làm gì? Cô ta thích Diệp Thế An, còn khinh thường huynh. Và huynh nhận giúp cô ta à? Ta thèm giờ chấp nhận với cô ta. Để cũng nói rồi đấy, cô ta sống cũng đâu dễ dàng gì. Ừ. Tiểu thư, mất áo choàng rồi thì thuốc của phu nhân phải tính sao đây ạ? Đành phải mượn vận muội muội một ít thôi. Bây giờ chỉ có mùi ấy mới giúp được ta. Rốt cuộc là để muốn làm gì vậy? Đừng gấp, chút nữa là huynh sẽ biết thôi. Nãy giờ cứ lề mề lề mà, còn bảo ta mặc thế này. Để mà không nói là ta đánh đệ đấy. Chúng ta đến đây là để dẫn huynh đi gặp vợ huynh đấy. Vợ ta? Cha mẹ huynh đã đến nhà họ Diệp để hỏi vợ cho huynh đấy, huynh không biết à? Đến cũng đến rồi, gặp cái rồi hẳn đi. Không gặp, đến rồi kìa. Có người kìa. Đi. Ngọc Như tỷ tỷ, ta phải làm sao với chuyện cưới hỏi này của ta và Cố Cửu Tư đây? Cái gì? Cố Cửu Tư?
là cái tay ăn chơi khét tiếng đó hả? Hôm qua sau khi tỷ đi, bà chủ nhà họ Cố đã đích thân đến hỏi cưới. Nhà ta nhiều đời đọc sách, ra làm quan thì cũng chỉ là quan nghèo thanh liêm. Tại sao nhà họ Cố lại để mắt tới ta chứ? Hay là muội đã bị Cố Cửu Tư để mắt trong lúc đi chơi, hội qua đăng Nguyên Tiêu hay Du Xuân nào đó rồi? Người nhà muội nói thế nào thì nói gì được nữa. Nhà họ Cố giàu có hiện hách, tiết độ sứ gặp họ còn phải đâm đã nói cười nữa là. Cha mẹ ta không dám từ chối họ, đành phải kéo dài, chưa dám trả lời. Ta thực sự rất sợ cha mẹ sẽ gật đầu gả ta đi vì gia đình. Ngọc Như tỷ tỷ, nếu thế thật thì ta biết phải sống thế nào được? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nếu đổi lại là ta, kéo có khi còn muốn nhảy xong cho xong đời luôn ấy chứ. Hay là thế này đi, nhà muội đã không dám từ chối hắn, vậy thì muội ép hắn hủy hôn đi. Ép thế nào? Làm ngược lại hết những gì hắn thích. Ta nghe nói Cố Cửu Tư này thích học võ, sao nhãng việc học hành, ghét nhất là mấy thánh nhân kinh điển. Hôm nay muội về đọc kỹ toàn bộ Tứ Thư Hữu Kinh, đặc biệt là mấy quyển sách khuyên bảo khích lệ, muội phải nhớ kỹ vào. Hôm nào gặp hắn thì cứ mở miệng ra là khuyên bảo dạy dỗ hắn đi. Hơn nữa, hắn là người chuyên thích làm bừa, chưa nói đến chuyện hắn tục tằn vô lễ, rất ghét mấy kiểu lễ nghi phép tắc. Hẳn mấy tiểu thư khuê cát ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ thì lại bảo người ta làm bộ làm tịch. Nếu muội gặp hắn, muội phải ăn nói nũng nịu vào, làm đủ mấy lễ nghi phiền phức cho hắn xem. Hễ hắn có nửa câu lỡ lời nào thì muội khóc ngay cho ta. Nói chuyện đừng mạch lạc quá, cũng đừng bình thường quá, ăn nói thì lúng túng, làm gì cũng ngập ngừng vào. Nói chung càng làm bộ làm tịch càng tốt. Làm thế không hay lắm nhỉ? Có gì đâu mà không hay đâu. Muội chỉ cần lén tình cờ gặp hắn, làm hắn chán ghét vài lần là được rồi. Còn người hắn danh tiếng đã thế rồi, dù hắn có đi rêu rao nói muội không ra gì thì người ngoài cũng sẽ cảm thấy là hắn đang gièm pha muội thôi. Tỷ nói đúng, nếu ta không khiến hắn ghét ta thì sau này sẽ là hắn khiến ta thấy ghét. Đúng thế, con người Cố Cửu Tư đã vô lại thì chớ, lại còn hay ghen tị với chính nhân quân tử như Thế An ca ca. Nếu muội gặp hắn thì muội phải dốc sức khen học thức và nhân cách của Thế An ca ca trước mặt hắn. Cái gì cũng so sánh hắn với Thế An ca ca, nói hắn không bằng được Thế An ca ca ở mọi mặt. Nếu như thế mà hắn vẫn còn muốn lấy ta thì phải làm sao? Cô mơ đấy à? Ai thèm lấy cô? Ngươi là ai? Người đâu mà đến đây? Người đâu? Người họ ở đâu mà dám xông vào sân sau thế này? Đuổi họ ra ngoài, mau lên, mau lên. Đứng lại, đi thôi, đứng lại. Ta liều với các ngươi. Mau lên, mau lên, mau lên. Ngọc Như tỷ tỷ, họ không phải người hầu đâu, họ là đám công tử ăn chơi ở đây đấy. Mà người ở giữa chắc chắn là Cố. Muội chưa từng gặp Cố Cửu Tư mà. Ba người đó chính là mấy kẻ hầu lưu manh. Cửu Tư, Cửu Tư, Cố Cửu Tư. Quynh chạy nhanh lắm đấy. Cô nương này nhát gan thật, khi nói câu nào đã hét ầm lên. Nhát đâu mà nhát, rõ ràng cô ta biết rõ mà vẫn giả đò, sợ chúng ta phá hỏng thanh danh cô ta. Cô ta cố ý à? Chứ sao, rõ ràng cô ta gặp chúng ta rồi mà. Tên cái gì mà Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như, đúng là cái tên cũng tục, làm người ta chán ghét nữa chứ. Nhìn thì có vẻ khuê tú nho nhã, nhưng thật ra lòng dạ lại quanh co, thâm sâu khó lường, là một bông sen đen chính hiệu. Đúng là xui xẻo, xui xẻo. Ban đầu huynh còn bảo ta tìm áo tròn lông cáo cho cô ta, may là ta không tìm đấy. Bảo sao một đứa con gái của nhà buôn vải mà không có tí vốn liếng gì thì nào dám dòm ngó đến Diệp Thế An. Huynh cười cái gì?
Ta cười cô ta tư sắc bình thường, lòng dạ thâm sâu, đúng là đức xứng với tên Diệp Thế An. Hay làm ra vẻ kia đó. Được lắm. Lại còn Thế An ca ca, ta đồng ý mối cưới hỏi này. Diệp Nguyệt, sao bà lại đánh tỷ ấy? Còn danh nhà cô, bị điên rồi đúng không? Cố công tử là người mà cô có thể đắc tội sao? Người ta có thân phận gì? Cô có thân phận gì? Cô mạng hẹn không sợ chết, nhưng bọn ta sợ bị cô liên lụy đấy. Hôm nay ta phải thay mặt mẹ cô dạy dỗ cô đến nơi đến chốn. Dừng tay. Lão phu nhân, bà nội, bà ta đánh Ngọc Như tỷ tỷ. Lão phu nhân, là thế này, mọi người đều biết nhà họ Cố là ông lớn, không ai ở thành Dương Châu này dám đắc tội. Con bé không hiểu phép tắc, làm mất mặt nhà họ Liễu chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng sẽ mang đến rắc rối cho phủ của người. Nếu ta không dạy dỗ nó tử tế, sau này phải giải quyết chuyện này thế nào được đây? Bần bớt mấy trò mèo không ra gì của cô đi. Ngọc Như là khách của phủ ta, cô lại dám ra tay đánh khách của ta? Cô thì có phép tắc à? Ta gì mà ta? Cô có còn coi nhà họ Diệp ra gì không? Nếu nói mất mặt, ta thấy một ả vợ lẽ như cô mới làm mất mặt nhà họ Liễu đấy. Ra ngoài. Ra ngoài. Tâm Tâm, không được, ta nuốt không trôi cục tức này. Hôm nay cô ta cho chúng ta một vố thế này, không thể bỏ qua như vậy. Vậy hay để nói xem muốn chơi lại thế nào. Các huynh nghĩ xem, nếu cô ta lấy Diệp Thế An, Diệp Thế An áp bức chúng ta bao nhiêu năm thì cũng thôi đi, giờ hắn cũng đánh vào mặt chúng ta. Lúc này mà không đánh trả thì có còn là đàn ông không? Cũng chưa chắc, cô ta đã được gả vào nhà họ Diệp mà. Tin ta đi, với mưu mô và thủ đoạn của cô ta, ta thấy cô ta sẽ làm được đấy. Nói chung, nếu để ta tóm được cô ta, chắc chắn ta sẽ bắt cô ta ra để trút giận. Vậy để nói xem, để muốn trút giận thế nào? Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Cô ta đã làm gì chúng ta thì chúng ta sẽ trả lại y như thế. Chúng ta cũng bắt chước theo dáng vẻ đáng ghét của cô ta, làm cô ta khó chịu. Nhưng vấn đề là cái cô Liễu Ngọc Như này biết rõ Cửu Tư ghét nhất cái gì. Chúng ta có biết Liễu Ngọc Như ghét cái gì không? Đi nghe ngóng xem. Trong thành Dương Châu này không có chuyện gì mà Dương Văn Xương này không nghe ngóng được cả. Không cần nghe ngóng, ta biết cô ta ghét nhất cái gì. Ghét gì? Ta chứ ai. Cô ta nói rồi đấy, nếu ta mà để mắt đến cô ta thì cô ta sẽ nhảy sông tự vẫn. Cao tay. Đúng, đi tìm cô ta. Bánh nướng thơm ngon đây. Bánh nướng thơm ngon nào. Ngọc Như cô nương đến rồi. Mời vào trong. Trưởng quầy à, ở đây có loại son phấn nào đậm màu tí, có thể che màu da không? Trước đây cô nương chỉ thích mấy màu nho nhã, sao hôm nay? Được rồi cô nương, mời. Làm phiền rồi. Nào, hộp này có tên là trời ban lương duyên. Lớp son dày dùng gấm tơ tằm chấm lên mặt thì sẽ che được vết sưng đỏ. Dùng thường ngày cũng là hàng thượng hạng đấy. Bao nhiêu tiền? Một quan tiền thêm 150 văn tiền nữa. Cô nương là khách quen, bỏ bớt số lẻ.
Một quen được rồi. Có loại nào rẻ hơn tí không? Để ta dùng hàng ngày là được. Vậy ta cho cô nương xem mẫu khác nhé. Vất vả rồi. Ngọc Như muội muội mua son à? Chủ quầy, có khách nam ở đây e là không thỏa đáng đâu. Công tử, chỗ ta là tiệm son phấn, ngài vào đây thì khách của ta yên tâm, không ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô đâu. Hôm nay ta mua hết son phấn trong tiệm này. Chuyện này Ngọc Như muội muội, cô cứ chọn bất cứ loại son nào mà cô thích để cử tư ca ca của cô mua cho cô. Xin công tử nói năng chừng mực. Tiểu thư nhà chúng ta là tiểu thư khuê cát, vô cùng trong sạch và đứng đắn. Ngài làm như vậy, ngài làm như vậy, ta làm sao nào? Nhóc con, cô nói tiếp xem nào. Ta làm sao nào? Cố công tử, không biết là hôm nay cố công tử tìm Ngọc Như có việc gì. Nhưng Ngọc Như và ngài khác xa nhau, trước giờ cũng không có qua lại gì. Nếu như bình thường người nhà Ngọc Như có chỗ nào đắc tội với ngài, thì xin cố công tử hãy rộng lượng bỏ qua cho. Ngọc Như thay họ xin lỗi ngài. Xin ngài hôm nay đừng làm khó ta nữa. Đừng tin cô ta giả vờ đấy. Phải rồi, cô ta mưu mô lắm. Ngọc Như muội muội, ta không hề làm khó cô. Ta thích cô đó chứ. Cô công tử, đừng đùa giỡn lung tung. Ta không hề đùa giỡn. Ta yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gặp lại lần nữa là mê cô như điếu đổ. Đời này kiếp này nhất quyết lấy cô bằng được. Cố công tử, chuyện ở nhà hội diệp ngày hôm nay, ta xin tạ lỗi với ngài. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Danh dự là thứ quan trọng nhất với nữ tử nơi khuê cát. Nhưng cho dù như vậy, suy cho cùng thì mạo phạm đến công tử là lỗi của ta. Hôm nay ngài đã trêu chọc ta một lần, coi như là đáp trả lại ta rồi. Xin cố công tử tha cho ta lần này đi. Không phải cô nói cửu tư nhà ta mà thích cô thì cô sẽ nhảy xuống hồ tự vẫn còn gì. Phải đó, bây giờ người ta đang hỏi cưới cô đó. Thời gian không đợi người đâu. Ngọc Như muội muội, kênh đào bảo vệ thành kia kìa, mau nhảy xuống đi, nhảy đi. Thế này là muốn bức chết người ta à? Ức hiếp một cô nương như vậy quá đáng quá đấy. Cố công tử, ngài nhất định phải ép ta nhảy xuống sông mới chịu thôi ư? Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Thì là thế này đi, cô hãy nói một câu là Diệp Thế An là tên khốn nạn, không đẹp trai phóng khoáng, tuấn tú lịch lãm, thông minh lanh lợi, nhân cách chính trực, được như cố cửu tư, thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Diệp công tử, không được. Tuấn tú lịch lãm, đẹp, đẹp trai, phóng khoáng. Đẹp trai, phóng khoáng. Không được thông minh lanh lợi, Nhân cách chính trực như ngài. Nói to lên, nhân cách không được chính trực như ngài. Được rồi, đi đi. Đợi đã.
Mọi người, mỗi người lấy một hộp son đi, coi như là ta tặng. Đa tạ Cố công tử. Cảm ơn. Đa tạ Cố công tử. Sao nào? Coi thường cửu tư ca ca của cô à? Nếu cô không lấy thì tức là không nỡ tiêu tiền của ta, là thương ta, thích ta rồi. Sau này cô mà gả cho Diệp Thế An thì cứ xử lý hắn hộ ta nhé. Trời ban lương duyên. Ta và Lang Quân nhà ta đã nghe nói về chuyện ngày hôm qua rồi. Phu nhân, hôm qua đệ tử thư nhà ta đã thất lễ ở bên ngoài, đắc tội với công tử của quý phủ. Lão gia nhà ta đi kiểm tra sổ sách về, nhất định sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc. Ta xin được tạ lỗi với phu nhân trước. Sao cô lại nói vậy? Hôm nay chúng ta đến đây là muốn xin hỏi cưới Liễu đại tiểu thư cho cửu tư con trai ta. Ngồi xuống nói chuyện đi. Đây là danh sách xính lễ của nhà họ Cố, tặng 100 mẫu đất màu mỡ ở vùng ngoại ô phía Tây, 15 cửa hàng trên phố Quảng Lăng Đông, 15 căn nhà, 7 biệt diện hồ cá ở Châu Hồ, thuyền qua 10 con thuyền qua, 10 đôi chén lưu ly của Tây Dực và 10 đôi ngọc như ý, quà điền dương chi. Giờ người chuyển cho lão gia của Liễu gia để ngài ấy xem. Nhưng chúng ta nghe nói quý phủ sắp kết thông gia với nhà họ Diệp, có phải như vậy không? Phu nhân, người hiểu lầm rồi. Là thế này, đại tiểu thư nhà ta và con gái nhà họ Diệp là bạn bè thân thiết, thế nên nhà ta cũng hay qua lại với nhà họ Diệp. Nhưng chuyện cưới xin thì chưa bao giờ nhắc đến. Những chuyện đó toàn là lời đồn thổi thôi. Nếu lão gia nhà ta gật đầu, không biết là hôm nào thì bên đó đặt xính lễ được. Nếu hôm nay gật đầu thì ngày mai ta sẽ mang xính lễ đến. Nhà ta cũng mong là càng nhanh càng tốt. Phu nhân, có lẽ nào là các vị đùa cợt nhà ta không vậy? Một gia đình danh giá như nhà họ Cố thì sao một gia đình bình thường như nhà chúng ta dám trèo cao được? Cửu tư con trai ta ái mộ đại tiểu thư của nhà họ Liễu, chúng ta thành tâm đến đây xin hỏi cưới, còn sợ Liễu cô nương không đồng ý ấy chứ? Quá ra là vậy. Thế thì lương duyên trời ban rồi. Ngọc Như nhà chúng ta cũng thường nói Cố công tử tướng mạo xuất chúng, chân thành nhiệt tình, là nhân tài trẻ tuổi hiếm có. Liễu cô nương nói như vậy thật ư? Đương nhiên rồi. Ngọc Như vẫn luôn đánh giá rất cao học thức và nhân cách của Cố công tử đấy. Thế thì tốt quá. Chỉ có điều trong chuyện cưới hỏi, điều quan trọng nhất là sự chân thành. Tuy ta là dì hai, nhưng ta vẫn luôn coi Ngọc Như như con gái ruột của ta, như miếng thịt trong lòng bàn tay vậy. Mấy năm nay cũng có rất nhiều người đến nhà hỏi cưới nó, nhưng ta nghĩ điều quan trọng nhất là phải gả nó cho một gia đình chân thành. Tất nhiên là nhà ta thành tâm đến đây hỏi cưới rồi. Đối với gia đình bình thường thì số xính lễ này đúng là rất quý giá, nhưng nhà họ Cố giàu có như vậy thì chắc đây cũng chỉ là chuyện giặt mà thôi. E là chưa thể hiện được lòng thành cho lắm. Thế cô thấy sao? Ta nghĩ nếu 100 mẫu ruộng màu mỡ
và 15 cửa hàng thì hơi ít, ít nhất thì cũng phải được 120 mẫu ruộng màu mỡ và 18 cửa hàng. Như vậy thì đại tiểu thư nhà ta gả vào nhà người mới hoành tráng, nhà họ Cố các người cũng được nở mày nở mặt. Chuyện đó thì cũng đơn giản thôi. Nhưng hôm nay lão gia nhà cô không ở nhà, đại phu nhân lại cũng đang ốm. Thôi thì để ngày mai chúng ta lại đến vậy. Phu nhân, chuyện này vô cùng quan trọng, ta sợ là để lỡ mất thì lão gia lại trách tội. Thế này đi, giờ ta sẽ sai người đến thị Bách Ti chuyển lời, hỏi ý kiến của lão gia. Thị Bách Ti cũng gần đây thôi, để khi phu nhân về đến phủ thì có khi người của ta cũng chuyển lời về rồi. Được vậy thì tốt. Đúng rồi, cô cũng phải hỏi rõ ý của đại phu nhân nhà cô, tức là mẹ ruột của Liễu cô nương đó. Dân dân, hôm nay chúng ta xin cáo từ trước. Phu nhân đi thông thả. Chủ nhân, thị Bách Ti kiểm tra sổ sách nghiêm ngặt như vậy, đâu có chuyển lời vào được à? Người ngốc à, ai lại đi hỏi thật làm gì? Chỉ diễn kịch thế thôi. Để hết thời gian uống hai tách trà thì ngươi đi trả lời họ, nói là lão gia đồng ý rồi. Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi tiểu thư. Sao thế? Nhà mình và nhà họ Cố kết thông gia rồi, họ sẽ gả tiểu thư cho Cố Cửu Tư đấy. Sao lại thế được? Em nói mớ gì vậy? Thật đấy, dì Nguyệt đã hạ lệnh cấm túc tiểu thư trong phòng rồi. Bà ấy còn nói không ai được phép báo tin cho tiểu thư. May mà phu xe đi chuyển lời đến nhà họ Cố, đã gã sai vặt đi theo đại phu nhân từ hồi mới gã đến đây, nên mới lén nói cho em biết. Thế này nhà họ Cố và có quyền thế đến mấy thì cũng phải coi trọng danh tiếng chứ. Dịp lão phu nhân đã chọn ta rồi, còn cho bà mối đến hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta nữa mà. Em đi đi, đi đến nhà Dịp tìm Vận Muội Muội, nhờ muội ấy nghĩ cách xem nếu Dịp lão phu nhân có thể nói giúp ta một câu, biết đâu còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Em mau đi đi. Dân, có lẽ ngay từ đầu thì mọi chuyện đã chỉ là do ta hy vọng hảo quyền mà thôi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Cha con bị thị Bách Ti bắt đi rồi, bây giờ đã bị đẩy vào nhà lao rồi. Họ nói là năm ngoái ông ấy vận chuyển vài chuyến hàng giải dốc nhưng không nộp thuế nên phải nghiêm trị. Thiếu thuế thì đập bù vào là được rồi. Còn nói nghe đơn giản quá, lần này khác, lần này là tiết độ sứ đích thân điểm mặt gọi tên, đó là thiếu thuế. Một là chém đầu, hai là phải nộp phạt số bạc gấp trăm lần đấy. Số bạc gấp trăm lần, con có biết bao nhiêu bạc không? Nộp phạt số bạc gấp trăm lần thì bán hết cửa tiệm, nhà cửa, ruộng vườn là đủ để nộp. Con điên rồi à? Bán hết đi thì cả cái nhà lớn thế này biết ăn uống thế nào đây? Vì thế nên mới bán con cho nhà họ Cố à? Đại tiểu thư, con nói vậy là có ý gì? Con đang cầm dao đâm vào tim ta ư? Ta khổ sở giúp con lấy được người có quyền thế, mà sao con lại nghĩ đấy là lỗi của ta được gì? Huống hồ bây giờ nhà họ Cố đã đưa sính lễ, nếu con không lấy, sau này có gia đình đàng hoàng nào dám lấy một cô gái bị từ hôn không? Thanh danh của nhà họ Liễu sẽ bị phá hủy, con sẽ còn vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng tới các muội muội của mình đấy. Quý Hương, đóng cửa lại. Mà tìm hết ký ức nhà đất của nhà chúng ta ra đây. Dân, mẹ sao thế? E là nhà họ Liễu sắp gặp họa rồi. Mấy hôm tới chúng ta cứ đem những thứ đồ đáng giá đổi thành bạc hết đã. Lỡ như tình hình thay đổi, mấy mẹ con chúng ta sẽ rời khỏi Dương Châu, tuyệt đối không thể xong đời cùng với họ được. Dân, tiểu thư, phải lấy Cố Cửu Tư kia thật sao?
Bây giờ ta còn có lựa chọn nào khác sao? Thế lực nhà họ Cố lớn, cho dù là gì thể diện, cũng không nhẫn tâm để cho thông gia trong nhà lao đâu. Chỉ cần một câu nói của nhà họ Cố thôi là đủ để miễn tội cho cha rồi. Sau này nhà họ Lý sẽ được bình an. Thế thì khác nào đúng ý gì Nguyệt quá rồi. Ghét thật đấy. Đâu có thiếu gì chuyện được đúng ý bà ấy đâu. Bà ấy thèm muốn những xứng để mà nhà họ Cố mang tới. Đợi ta được gả đi thì mẹ ta vẫn phải sống phụ thuộc vào bà ấy. Nếu muốn mẹ ta có nơi nương tựa ở nhà họ Liễu thì ta còn phải yêu cầu nhà họ Cố để ta đứng tên những cửa tiệm và đồn điền ở trong xính lễ. Tiểu thư, nhưng nếu làm vậy liệu có làm cho nhà họ Cố xem thường không? Bây giờ ta không quan tâm được nhiều như vậy nữa đâu. Hơn nữa, lỡ như Cố Cửu Tư không tồi tệ như lời đồn bên ngoài thì sao? Lỡ như hắn đồng ý giúp ta thì sao? Nào, em đi bảo một người làm đáng tin và bức thư này cho Cố Cửu Tư. Hãy nhớ là nhất định phải để hắn đích thân mở ra, rồi mới nói ý của ta cho hắn biết. Vâng. Trời ban lương duyên. Nào, cạn chén. Nào. Cửu Tư, ta hỏi huynh một chuyện. Nói đi. Huynh Cố công tử, chủ nhân nhà ta bảo ta đưa thư cho ngài, còn bảo ta chuyển lời. Chủ nhân nhà các ngươi, ai vậy? Chủ nhân nhà ta đã nói, nếu đã có ý trở thành vợ chồng thì nhờ công tử bảo vệ cho người nhiều thêm. Ngươi tìm nhầm người hay là chiêu đồ ta thế hả? Vợ chứ trả chồng cái gì? Thì ra là thật à? Nghĩ là sao? Ta nghe nói nhà huynh đã gửi xính lễ rồi, sắp cưới vợ cho huynh rồi. Ta lại cứ tưởng chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ thôi chứ. Quá ra là thật. Ta cũng nghe nói rồi, nhưng tin tức đến quá đột ngột, ta không xem là thật. Đấy, đúng không? Ta cũng thế. Nếu đã là thật thì phải chúc mừng huynh rồi. Cửu Tư, huynh sắp thành thân rồi. Ta thực sự không ngờ huynh lại là người thành thân đầu tiên trong số chúng ta đấy. Phải đó, đại tiểu thư nhà họ Liễu viết cho thư bức thư tình trước ngày thành hôn kìa. Đợi đã. Đại tiểu thư nhà họ Liễu? Đại tiểu thư nhà họ Liễu sao? Còn ai vào đây được nữa? Liễu Ngọc Như chứ ai? Cái lão già Cố Lãng Hoa chết tiệt này. Để ngoài tai lời ta nói rồi. Cầm lấy. Cố công tử, khế đất. Khế đất gì? Chuyện này cũng đồng ý được. Đầu óc Liễu Ngọc Như có vấn đề rồi đúng không? Công tử, huynh xem, xấu hổ rồi kìa. Đuổi theo. Đi đường vòng xa như vậy rồi, hôm nay nhất định phải tới Dương Châu. Nhà họ Cố. Chuyện cưới hỏi của Cửu Tư sắp đặt xong rồi. Trong lòng ta thấy yên tâm rồi. Cố Lãng Hoa, con biết ngay là cái lão già chết tiệt này đang rung đùi đắc ý đây mà. Ranh con, mất tâm mất dạng mấy ngày mới về, vừa giờ đang nói hỗn hào. Thế cái chuyện con sắp phải cưới vợ là thế nào đây?
Rồi cái cô tiểu thư nhà họ Liễu kia thì sao? Các người làm trò gì sau lưng con vậy hả? Ờ hay, thế con có ý gì? Thế con định về Đông Đô với sứ giả của Lương Dương thật à? Hơn nữa, Liễu cô nương không phải là người con thích à? Con thích Liễu Ngọc Như bao giờ? Con không thích. Con không thích mà nói không phải quấy thì không lấy ai. Giữa chốn đông người thế à? Con chỉ nói đùa thôi mà. Hôn nhân đại sự mà cũng đem ra đùa được à? Là mọi người tự tiện quyết định chuyện cưới hỏi cho con đấy chứ. Dù sao con cũng không lấy Liễu Ngọc Như đâu. Con muốn từ hôn. Thằng đánh con này, xính lễ đã gửi đi, chuyện cưới xin cũng quyết định xong rồi. Ngày mai chị qua nước dâu sẽ đến nhà họ Liễu đón người. Lúc này con từ hôn thì cô nương nhà người ta phải sống thế nào đây? Nhưng để quấy lấy người mình không thích thì sẽ phá hỏng hết cả đời quấy đấy. Lão gia, cha, đánh ra. Không phải, con với Liễu Ngọc Như ghét nhau lắm đấy. Cô ta ngứa mắt con cũng chẳng ưa gì cô ta. Con ghét nhất cái loại người giả vờ giả dịch như cô ta. Khốn hồ, người ta đã có người thương rồi. Hai bọn con mà lấy nhau thật thì chẳng ai dễ chịu gì đâu. Con biết, mọi người gấp gáp như vậy là để giúp con thoát được kiếp nạn. Nhưng nếu vì con mà đi phá hoại nhân duyên của người khác thì cũng không hay ho gì đâu. Phải làm sao đây? Theo con thì từ hôn là xong. Con nói nghe đơn giản quá. Chưa đến đến chuyện phải xử lý chuyện với Lương Dương thế nào. Chuyện cứ hỏi này đã xong hết. Tâm mô lục xính, quan phủ đã đóng dấu rõ ràng cả rồi. Làm những cái chuyện con nói từ hôn là từ hôn được hả? Vậy cha nói phải làm thế nào đây? Lão gia, lão gia, sứ giả Lương Dương tới rồi ạ. Phu nhân mời ngài tới đại sảnh bàn chuyện quan trọng. Đi đi, đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Thằng đanh con, ta gây ra nghiệp gì mà lại sinh ra cái thứ như con chứ? Giật hết cả mình, cái ông già này. Cha, thế nào rồi? Lúc nào từ hôn được? Sư phụ, sao người lại tới đây? Đau đau. Bây giờ người buông tay, ta sẽ tha thứ cho người. Lão gia có lệnh, công tử đừng trách ta. Đợi tới tối, ta lấy đùi dê cho cậu ăn. Dê cái gì mà dê? Đau đau đau, nhốt lại, canh giữ nghiêm ngặt. Dân. Cha, cha đâu thể ép con cưới vợ thế được. Nhốt lại. Trước lúc cưới, tuyệt đối không được để nó chạy mất. Dẫn đi, dân. Cố lãng qua, cái ông già chết tiệt này. Nói lời không giữ lời. Đợi con ra ngoài, sẽ lấy nước nóng luộc hết qua của cha lên. Đau, đau, đau. Nhà họ Liễu. Tiểu thư. Tiểu thư, hắn nói sao? Tên cố của tư kia nói đầu óc tiểu thư có vấn đề. Có vấn đề. Hắn mới có vấn đề ấy. Chẳng trông cậy được gì vào cố công tử rồi. Sắp trở thành phu thê với nhau mà không nể mặt gì cả. Chẳng qua lại gả cho một tên chơi bời lêu lỏng, không có lương tâm thôi mà. Cho dù nhà họ cố là địa ngục thì ta cũng phải nhắm mắt lại, san bằng con đường này. Rước dâu. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Đúng là cực kỳ tốt lành. Phải phải, tân nương này phải có phúc lắm đấy. Đúng thế, chắc chắn là người có phúc. Mẹ đừng mong nhớ con quá. Đợi sau khi con gả đến nhà họ cố, sẽ lo liệu việc nhà tử tế, hiếu thuận cha mẹ chồng, sẽ không để mẹ cảm thấy xấu hổ.
Hạ Kiều. Nhà họ Cố. Sứ giả mời ngồi. Ta đi tiếp khách đã. Lăng quân, tiếp đãi chu đáo nhé. Được. Phu nhân, bà tìm ta à? Cửu Tư đâu? Công tử, công tử đang thay đồ cưới trong phòng. Thay đồ cả nửa canh giờ rồi còn gì. Để tự ta đi gọi nó. Phu nhân, lão già đã dặn đi dặn lại, nói hôm nay là ngày vui lớn, không cho bọn ta ép công tử quá. Nhỡ mà nói gì kích động nó quá, nó lại nói linh tinh trong buổi lễ thì lại chẳng rước thêm phiền toái à. Đây là nguyên nhân câu nói của lão già. Hạ Kiều. Mời tân nương xuống kiệu. Tiểu thư. Còn không xuống kiệu đi. Mời tân nương xuống kiệu. Ngọc Như không chịu xuống kiệu, có phải là không muốn gả vào nhà họ Cố không? Nếu nó không muốn, Lăng quân, hay là chúng ta quan đường? Nó không muốn gả, thế bà muốn để họ bắt ta vào nhà lao nữa à? Trời ban lương duyên. Giờ lành sắp tới rồi nhỉ? Tân nương đã tới rồi. Đám cưới sẽ bắt đầu ngay thôi. Tân nương đến rồi. Mau ra xem. Tân nương đến rồi. Tân nương đến rồi. Tân nương vào cửa. Các tường phúc đến. Con đàn cháu đóng, đời đời giàu sang. Đồng lòng đồng đức, nên vợ nên chồng.
Giờ lành tới, mời tân lang. Sao chưa thấy tân lang đâu? Giờ lành tới, mời tân lang.